Quá bất ngờ, một rạp đám cưới, cô dâu và chú rể ra đứng ngoài đường đón thầy Thích Minh Tuệ. Mời cả nhà cùng xem và theo dõi nha. Bây giờ thầy vào gần tới rồi cả nhà ơi. Thì bất ngờ đi ngang qua một cái rạp đám cưới ha. Đám cưới, người dân họ hàng đám cưới thì cũng ra cũng đón thầy luôn ha. Thầy sẽ đi qua tuyến đường này. Đi tuyến đường này là tuyến đường phụ của quốc lộ. Thì nghe đâu thầy sẽ ngủ lại một chỗ địa tạng. Thì thầy vẫn chưa biết nó, tiếng nữa sẽ quay cho mọi người cùng xem ha. Thì trước mắt thì đang thấy một cái rạp đám cưới trước mắt mọi người ha. Dòng họ hàng ra đang đón thầy Minh Tuệ ha cả nhà. Thì thầy sẽ có mấy phút nữa là thầy sẽ tới cả nhà ha. Đây, đây là cái đám cưới. Thì đám cưới này chắc là tổ chức từ hồi giờ trưa rồi ha. À, ngày 31 kìa, là ngày mai. À, ngày mai. Đám cưới ngày mai cả nhà ha. Cô dâu chú rể là ra là cũng là đón thầy Minh Tuệ ha. Thì thầy đi ngang qua tỉnh Quảng Trị thì chỉ có huyện Vĩnh Linh. Ngoài kia là Vĩnh Linh đúng không anh? Đầu tiên là Vĩnh Linh đúng không? Ờ, thì ở Vĩnh Linh thì thì bây giờ tới Hải Lăng rồi, nhưng mà ở ngoài Vĩnh Linh á là có mấy chủ tịch Vĩnh Linh á là đuổi thầy. Thì qua vị tuyến 17 thì vào trong đây là người dân lúc nào cũng chào đón thầy ha. Thì tại vì ngoài đó thì em cũng nói rồi, ngoài đó thì người ta không có đạo, người ta không có thờ Phật gì hết, chỉ thờ ông bà thôi, với lại là theo đảng nhà nước, chứ không có theo tôn giáo nào cả, cho nên là không có thờ thầy. Thì tất nhiên là những trang mạng ngày qua thì cũng dân mạng bức xúc vì lãnh đạo của chủ tịch của bí thư xã của bí thư của Vĩnh Linh ha. Thì em cũng không nói sâu gì vào thêm. Thì bây giờ cũng chào đón thầy tới cả nhà ha. Khi nào thì thầy đi lên thì em sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem. Thì tối nay thầy sẽ ngủ đây cả nhà ơi. Đây là cái trường học đó chú. Trường học tôi đấy, thầy ở đây. Tối thầy ở đây. Các trường học của thầy thường. Bên nhiều có đồng nghiệp đang của thầy thường. Bên đồng nghiệp đang. Thầy nghĩ đây thì rất là mát ha. Tôi sao chú trèo ra vậy, chú ra đằng kia kìa, chú đi ra thẳng đằng kia nó cho ra. Bên đây cao đó chú té đó, chú té đó, chú nhảy ra là chú té đó anh. Thì các sư thầy cũng ở đây cả nhà ha, ở đây rất là đông, ở đây không cảnh rất là hỗn loạn cả nhà. À, đây không phải rất là hỗn loạn. Đây là an ninh công an, công an đứng đủ phía ha để mà bảo vệ thầy ha. Thầy bên đây là trường Bỏ Hoang cả nhà ha. Trường Bỏ Hoang thì sau khi thầy tới thì chắc là đông hết Bỏ Hoang nữa, đông quá cả nhà. Bên đây kẹt xe tắt đường quá trời. Đáng lẽ là ở phía trên địa tạng hả, thầy ở trên địa tạng nhưng mà thầy ghé trong đây thầy ở ha. Ở đây là gần hơn thì địa tạng lên nó bây giờ phải gần 10 cây nữa.
chưa bao nhiêu cây? 7-8 cây. Đi đằng chín đó. Các thầy lên trên đó là 7-8 cây đúng không anh? Đó. Nãy mới lên trên đó mà. Không chờ được mô. Không chờ được thiệt. Nhìn nè, nhìn ở nhìn vô đây nè, ở nhìn vô lỗi, ở nhìn ra đó. Không thấy. Mai á là ở tới 5 giờ đúng luôn. Ở vậy 4 giờ rưỡi đi ông. Con biết. Thầy đôi khi 7 giờ đi. Thầy 7 giờ đi, 8 giờ đi không biết khi nào đi. Qua đêm luôn. Qua đêm luôn. Nhưng mà tối nay là không có vào đâu. Tối nay là công an ngủ gác đây luôn nè. 7 giờ, 8 giờ, có khi 9 giờ thì đi. Tùy tùy duyên. Ngoài Đông Hà quái đẹp hết. Ngoài Đông Hà là công an người ta ngủ qua đêm luôn. Không ai vô được hết á. Đêm nay là thầy công an đông vậy là chắc ngủ qua đêm đó. Không được vào làm phiền thầy đâu. Thầy này còn nổi tiếng hơn nổi tiếng nhất Việt Nam rồi. Ai mà đi tới tỉnh phố thì tình này có người lường người đi. Đó thầy ngồi đó phải ngày đâu rồi đó quay lưng lên này. Phải không biết đúng rồi được thì con à tay tìm được con ra đó cô chô mất rồi dùng dụng đó phải con không? Dạ. Con rõ nơi lão quá rồi. Không phải. Mà đang mà ngủ trong giọng. Lãng đi. Ngồi đấy thì chịu. Bên đây này, bên đây coi bên đây này. Phải đi à? Bên đây này. Bên kia không có bên đây này. Bên đây này, bên đây này. Con này. Ừ. Không phải, bên đây này. Bên bụi cây bên đây này, đó. Phải đó. Bên đây này. Đây đây này. Lấy cỏ cỏ ha cái cơn bang đi tới đó phải không? Đó. Không phải là ở chỗ này à? Không. Bên đây này. À. Đó. Giờ chị có máy không? Chị đưa cho anh công an á, mượn cái công an chụp hình cho thầy mang về làm kỷ niệm. Về coi trong điện thoại trong YouTube tê. Thì đó. TV á. Là Facebook kiểu chi? Đúng rồi. Ừ. Cái nhà anh em gặp ở mố ở nơi dưới hay vì nhỉ? Ừ, em có bóng cách nhà anh đâu phải không? Không, tôi đi bóng cách. Không có gặp anh nữa hả? Không. Đi về hoa. Đó. Đó. Mô. Ôi, dư xá rồi. Ổn nhỏ dữ lắm. Đêm 11, 1, 2 giờ sáng ổn có 5 lần không phải, nhưng con này ổn không ngồi. Thì ổng ngồi vô ổng có năm à?
Chú thuê ông cũng 5 á nè. À, lên đó. Rồi thấy thấy thầy chưa? Thì thấy thầy được chưa? Đây này, muốn coi mặt đúng không? Đây. Coi mặt thì chú. Đây. Đó. Mình nhưng trực tiếp quái đầu cũng nhìn đâu á. Không nhìn thấy thầy đâu. Mình lên cái đoạn cái tường tường cho một cái nó đi. Đoạn đoạn này. Mua tiền này rồi em mua gì? Mua tiền. Còn quá. Bất ngờ mà cũng không xem cái gì cái răng này không có gì. Nó không thấp thì biết. À, có một thầy kìa, ra coi thầy kìa. Đó, 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 đang đi vô kìa. Nhìn kìa, nhìn đã, đó, thầy đi vô kìa. Thầy đang đi vô kìa, cứ chạy, đó. Ra coi để đỡ được rồi. Về.